các anh Dương tìm được điện thoại, giá là phải rẻ, camera phải lên tới 108 chấm, màn hình AMOLED tần số quét là phải cao, pin là phải trâu, sạc là phải nhanh, có loa ngoài là loa kép, có kháng nước kháng bụi, thiết kế là phải mỏng nhẹ và phải là hàng mới tinh chính hãng anh nhé. Ui rồi, bạn thách ai chứ thách